những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành tình tứ ôm ấp không ngần ngại hôn Harry Won trước nhiều người xung quanh. Dù đang ghi hình, nhưng Trấn Thành và Harry vẫn tranh thủ ôm nhau tình tứ khiến ai cũng phải ghen tị. Mới đây, trên kênh YouTube Hậu trường Thần tượng Channel đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường chương trình Giọng ca bí ẩn với hai MC là Trấn Thành, Harry Won. Trong hậu trường, Trấn Thành, Harry luôn dính lấy nhau không rời, đi đâu cũng có nhau và liên tục thể hiện những cảnh tình cảm mùi mẫn đến vô cùng. Trong lúc chờ ghi hình, Trấn Thành vui vẻ dạy Harry Won nhảy khiêu vũ, nhưng dạy mãi không được nên nói phủ, thôi bà ơi khó lắm không dạy cho bà được đâu. Tuy nhiên ngay sau đó Trấn Thành lại chạy tới ôm vợ đầy tình cảm và cả hai cứ thế đứng ôm nhau trước mặt hàng chục con người. Cả nghệ sĩ khách mời lẫn ekip quay phim không hề ngại ngần. Người xem cảm giác như cả trường quay chỉ còn lại mỗi Trấn Thành và Harry Won. Trong lúc ôm, Harry Won còn nói gì với Trấn Thành khiến anh bực mình, định gõ đầu nhưng lại thôi và ôm tiếp rất tình cảm. Ở một góc quay khác trong lúc ghi hình vài phút, cả hai vẫn ăn uống nhiệt tình và ăn rất nhiều. Đặc biệt là Trấn Thành, anh có thể vừa ăn vừa bấm điện thoại và trang điểm. Nhưng dù bận thế nào, Trấn Thành vẫn không quên quay sang hôn Harry Won đầy tình cảm. Về phía mình, Harry Won cũng đón nhận nụ hôn của Trấn Thành một cách ăn ý, không hề ngần ngại. Dường như việc hôn nhau đã trở thành một thói quen với vợ chồng Harry, Trấn Thành, nên họ có thể hôn nhau mọi lúc mọi nơi mà không biết chán. Dù đang làm việc hay ăn uống vẫn có thể hôn nhau mà không ngại mọi người xung quanh. Không những vậy, Trấn Thành còn ân cần đút đồ ăn cho Harry Won rồi lại tiếp tục đứng ôm nhau ở một góc khác. Các khán giả xem xong clip này tỏ ra vô cùng thích thú, ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi. Trong một bài phỏng vấn, Harry từng chia sẻ: "Tôi bận rất nhiều việc, đến thời gian gặp chồng cũng chỉ có lúc ngủ mới gặp được. Vì thế để tôi và Trấn Thành giận nhau là rất khó. Nếu rảnh quá thì mới chán, chứ cả tôi và anh Thành ai cũng đi làm, nên về nhà thấy quý nhau hơn. Để hai vợ chồng tôi rảnh cùng một lúc với nhau là cực kỳ khó, hầu như không có. Ngày nào anh Thành nghỉ thì tôi bận, tôi nghỉ thì anh Thành bận, nên chúng tôi muốn đi chơi chung là phải sắp xếp trước 2-3 tháng. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ đi được 2-3 ngày thôi." Có lẽ chính lịch trình làm việc dày đặc, bận rộn đến mức không còn thời gian gặp gỡ đã khiến cho Trấn Thành và Harry Won luôn biết tận dụng mọi khoảnh khắc được ở gần nhau để thể hiện tình cảm của mình. Không chỉ trong trường quay mà ngay cả ngoài đường hay bất cứ đâu, cả hai vẫn có thể ôm hôn nhau một cách đầy tự nhiên.